Chuyên gia Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lúc 9 giờ ngày 13 tháng 9 cho biết mức nước lũ trên hầu hết các sông ở miền Bắc đang có xu thế xuống. Trong hôm nay và vài ngày tới, nước lũ tại nhiều sông sẽ tiếp tục giảm xuống ở mức trên báo động 1 và báo động 2 tuy vậy quá trình thoát lũ giảm lũ trên hệ thống sông hồng có khả năng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng thấp ven sông bãi bồi ngoài đê chính tại hà nội bắc giang bắc ninh thái nguyên ninh bình nam định thái bình hà nam hải dương Thông tin cụ thể, ông Đại cho biết, tại thời điểm 7 giờ sáng nay, mức nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu ở mức 7,66m, trên báo động 3 khoảng 1,36m, trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,95m, trên báo động 3 là 0,65m, trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 6,23m, dưới mức báo động 3 là 0,07m, trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,82m, trên báo động 3 là 0,82m. Mức nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại 6,04 m, trên báo động 3 là 0,04 m, trên sông Hồng tại Hà Nội 10,02 m, dưới mức báo động 2 là 0,48 m. Dự báo trong 12 giờ tới từ 9 giờ đến 21 giờ hôm nay, lũ trên sông Lục Nam xuống dưới mức báo động 3, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Lục Nam tại Lục Nam, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống mức báo động 1 trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, tức là từ 21 giờ ngày 13 tháng 9 đến 21 giờ ngày 14 tháng 9, lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Hoàng Long tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3, sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 2, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống mức báo động 1. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, từ đêm ngày 14 đến ngày 22 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khoảng ngày 15 tới ngày 16 tháng 9, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rông rải rác. Ông Đại nhấn mạnh, với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới, thì tình trạng ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông sẽ được dần cải thiện. Cụ thể, ở ngoài đê vùng sông Hồng tại Hà Nội, nước sẽ rút sau 2 tới 3 ngày tới, riêng vùng trũng thấp ở Trương Mỹ ven sông Bùi từ 10 tới 13 ngày, sông Tích khoảng 7 tới 10 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 3 tới 5 ngày, sông Nhuệ từ 2 tới 3 ngày tới. Khu vực ven sông Hạ Lưu Sông Hồng, Thái Bình, tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, thời gian rút nước dự báo sẽ kéo dài hơn trong khoảng từ 3 tới 6 ngày tới tuy vậy mực nước lũ ở hạ lưu sông hồng hiện tại đang ở mức cao nên vẫn còn nguy cơ ảnh hưởng tới đê bối ven sông sạt lở đê kè tại các vị trí sung yếu thuộc các tỉnh thành phố như hà nội hà nam nam định hải dương hưng yên thái bình ninh bình phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hoàng văn đại nhấn mạnh ngoài ra ông đại cũng lưu ý mức nước trong sông đang ở mức cao gây ngập lụt sông ngập lụt vùng ven sông vùng trũng thấp các bãi nổi trên diện rộng kéo dài ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản nhiều vùng dân cư của các địa phương trên có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy nuôi trồng thủy sản sản xuất nông nghiệp dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội đặc biệt tại hạ lưu sông hồng thái bình Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội lúc 11 giờ ngày 13 tháng 9 là 9,72 m, trên báo động 1 là 22 cm, giảm 1,58 m so với đỉnh lũ dạng sáng ngày 12 tháng 9. Như vậy, tốc độ nước rút trên sông Hồng khá nhanh, khoảng 10 cm mỗi giờ. Dự báo trong những giờ tới, mực nước trên sông Hồng tiếp tục giảm. Hiện chỉ còn lũ trên các sông Hoàng Long ở Ninh Bình, sông Cầu ở Bắc Ninh, sông Thái Bình ở Hải Dương, sông Lục Nam ở Bắc Giang trên báo động 3 nhưng đã qua đỉnh và đang rút. Lũ trên sông Chảy, sông Lô cũng ở ngưỡng báo động 1. Cơ quan khí tượng dự báo trong vòng 12 giờ tới, lũ trên sông Thái Bình, sông Lục Nam xuống dưới mức báo động 3, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Đặc biệt, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống báo động 1, 9,5 mét. Quá trình thoát lũ giảm lũ trên hệ thống sông Hồng và Thái Bình có khả năng chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh thành phố như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Riêng vùng ngoài đê sông Hồng tại Hà Nội, nước sẽ rút trong vòng 2-3 ngày tới. Đối với vùng trũng thấp ven sông Bùi ở khu vực huyện Trương Mỹ còn ngập khoảng 10 tới 13 ngày, vùng ven sông Tích còn ngập khoảng 7 tới 10 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ còn ngập 3 tới 5 ngày. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 7 giờ ngày 13 tháng 9, mưa lũ bão Yaki đã khiến 336 người chết và mất tích, trong đó 233 người chết, 103 người mất tích. Trong đó, Lào Cai có 179 người gồm 98 người chết, 81 người mất tích. Cao Bằng, 52 người, gồm 43 người chết, 9 người mất tích. Yên Bái, 50 người, gồm 48 người chết, 2 người mất tích. Quảng Ninh, 15 người chết. Hải Phòng, 2 người chết do bão Gia Kỳ. Mưa lũ cũng khiến 823 người bị thương, trong đó Quảng Ninh là 536 người, Hải Phòng 49 người, Hải Dương 5 người, Hà Nội 23 người, Bắc Giang 7 người, Bắc Ninh 52 người. Mưa lũ cũng đã làm gần 68.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhất là Yên Bái với hơn 21.000 nhà, Tuyên Quang hơn 18.500, Lạng Sơn gần 7.000, Hà Nội hơn 6.500. Các địa phương cũng đã sơ tán hơn 74.500 hộ với 130.000 người đến nơi an toàn. Theo dự báo mới nhất vào sáng sớm ngày 12 tháng 9 của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Bão Pepinka, cơn bão số 13 của nước này trong năm nay đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 tới 25 km/h và cường độ tăng dần. Sức gió tối đa vùng gần tâm hiện đang là cấp 10 với bán kính vòng tròn gió cấp 10 là 60 đến 100 km. Vào khoảng đêm ngày 14 tháng 9, cơn bão này sẽ di chuyển vào vùng biển phía đông của biển Hoa Đông, sau đó sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Chiết Giang đến phía Bắc Phúc Kiến miền Đông Trung Quốc, vào sáng ngày 16 tháng 9 ở mức bão hoặc bão mạnh, tức là cấp 13 cấp 14, do ảnh hưởng của bão từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9, các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến sẽ có mưa lớn. Trước đó, theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, bão nhiệt đới Babinca hình thành từ ngày 10 tháng 9 ở phía Tây Thái Bình Dương và dự kiến sẽ mạnh lên khi di chuyển về phía Tây Bắc. Dự báo của cơ quan này còn cho biết, bão Babinca có thể đạt cấp bão cuồng phong vào chiều ngày 12 tháng 9. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, tối ngày 10 tháng 9, áp thấp nhiệt đới bên ngoài khu vực dự báo PRR đã mạnh lên thành bão Bebinca sau khi di chuyển qua gần đảo Guam của Mỹ. Tên bão Bebinca do Ma Cao đặt mang ý nghĩa là món bánh pudding sữa Ma Cao, theo báo Rappler. Bão Bebinca di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 20 km/h. Hiện tại cơn bão có sức gió duy trì tối đa 65 km/h và gió giật lên tới 80 km/h. Theo dự báo ban đầu của PAGASA, bão Bebinca có thể đi vào vùng PR của Philippines vào tối ngày 13 tháng 9 và rời PR vào ngày tiếp theo. Khi đó, bão sẽ được đặt tên địa phương là Forday. Đến thời điểm bão Bebinca vào PR, có khả năng nó sẽ tăng cấp ngay trong sáng 13 tháng 9. Pagasa không loại trừ khả năng Bebinca sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong, typhoon, bão rất mạnh, do hiện tại nó vẫn đang ở trên vùng biển Thái Bình Dương. Dự kiến trong thời gian ngắn ở trong PR, Bebinca sẽ di chuyển qua vùng biển gần biên giới phía đông bắc của PR và không đổ bộ vào đất liền. Cơn bão cũng được dự đoán sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào của Philippines. Tuy nhiên, dự báo đường đi của bão cho thấy có khả năng nó sẽ tiếp cận bờ biển Thượng Hải ở phía đông Trung Quốc. Bên cạnh đó, Pagasa cảnh báo bão Bebinka sẽ làm tăng cường gió mùa Tây Nam hay còn gọi là gió Habagat theo tiếng địa phương. Gió Habagat sẽ gây mưa rải rác ở Visayas và Palawan cùng với mưa rào và rông rải rác ở Bicol, Mimaropa và Mindanao bắt đầu từ ngày 12 tháng 9. Dự báo lượng mưa do gió Habagat có thể thay đổi tùy thuộc vào đường đi và cường độ của bão Bebinca. Trước đó, cơ quan khí tượng này cũng cho biết phần lớn các khu vực của Philippines sẽ có thời tiết nhìn chung ổn định vào ngày 11 tháng 9, chỉ có mưa rào và rông nhẹ xuất hiện rải rác.